đội tuyển U22 Việt Nam, người đã khẳng định được tên tuổi của mình trong thời gian vừa qua. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa cao thủ U22 Brunei và U22 Lào đã chính thức được bắt đầu. Ở trong 45 phút đầu tiên thì cao thủ U22 Brunei trong trang phục áo vàng, quần vàng sẽ bắt Leicester City tại giải Ngoại hạng Anh. Và là tên tuổi đáng chú ý nhất của bóng đá. Thế nhưng những trận đấu còn lại của bảng B, kết quả của nó cũng rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội đi tiếp. Như vậy là trong trận đấu cùng giờ thì lúc này đội tuyển U22 Thái Lan đã vượt lên dẫn trước. Cơ hội dành cho cao thủ U22 Lào. Đã có tiếng còi vang lên. Và một tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho thủ môn của cao thủ U22 Brunei. Trọng tài đã không ngần ngại rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp đối với Muhammad Zabidi. Một tình huống mà tiền đạo bên phía U22 Lào đó là Keo Hoa Nam đã không mắc lỗi việt vị. Bước ngoặt của trận đấu đã diễn ra ở ngay phút thứ 14 khi mà thủ thành Muhammad Zabidi đã phải rời sân sau một tình huống ngăn cản pha bóng dẫn đến bàn thắng trực tiếp của cao thủ U22 Lào. Gương mặt đầy thất vọng của Muhammad Zabidi. Sau những trận đấu đầu tiên rất vất vả khi phải làm việc trước hàng tấn công đầy sức mạnh của U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, phải nhận tới 13 bàn thua thì ngày hôm nay Muhammad Zabidi lại không gặp may. Chúng ta có thể dễ dàng hiểu được sự thất vọng của thủ môn mang áo số 18 bên phía cao thủ U22 Brunei. Đúng là một pha bóng rất khó đối với Muhammad Zabidi trong một hoàn cảnh mà hàng phòng ngự của U22 Brunei đã chơi thiếu tập trung và để cho Somsay Keo Hoa Nam băng xuống một cách đầy trống trải. Đá phạt rất nguy hiểm của cao thủ U22 Lào. Người đang đứng trước bóng đó là Afisay và Phi Tách. Cơ hội. Hai cơ hội dứt điểm liên tiếp dành cho cao thủ U22 Lào. Thế nhưng cả Phi Tách cũng như một đồng đội của cầu thủ áo số 10 này đã thực hiện không thành công, dù họ có những cơ hội dứt điểm tương đối trống trải. Cơ hội, bóng vẫn còn. Không thể có cú dứt điểm tiếp theo dành cho cao thủ U22 Lào. Đang có lợi thế về mặt quân số và lúc này thì các cầu thủ U22 Lào cũng phía U22 của Brunei là Zabidi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Vẫn còn. Đánh đầu! 1-0 dành cho cao thủ U22 Lào. Và bàn thắng đầu tiên dành cho đội trưởng Sukavon Vongchiakhan tại SEA Games 30. Rất nhanh sau khi có được lợi thế về mặt quân số thì cao thủ U22 Lào đã mang về lợi thế trên bảng điện tử. Một tình huống tạt bóng nỗ lực của các đồng đội và phần việc của Vongchiakhan là khá đơn giản. Trong một tư thế đánh đầu chống trải thì Sukavon Vongchiakhan đã mang về bàn thắng đầu tiên cho cá nhân anh tại SEA Games 30 và là bàn thắng thứ hai. Đó là pha đi bóng của Bin Said. Bin Said cùng với Faik Bokia đang là những cầu thủ đứng trước bóng. Một cú đá với cự ly hơi xa
thế nhưng hoàn toàn có thể trở thành một cú dứt điểm thẳng của cầu thủ U22 Brunei. Adi Bin Said là một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi của U22 Brunei tại giải đấu năm nay. Đó là cú đá ngay của Bin Said. Tình huống dứt điểm khá tốt của Bin Said. Vừa rồi thì thủ thành Sai Savat của cầu thủ U22 Lào đã thi đấu tập trung. Cú đá có độ cuộn khá khó chịu của Bin Said. Cơ hội phản công dành cho cao thủ U22 Lào. Vung chia Kham. Lại là đường truyền của Vung chia Kham cho Keo Hà Nam. Fitech. Lại là cơ hội cho Fitech. Nhưng đó lại là một tình huống can thiệp không hợp lý của đội trưởng. Cú đá phạt góc của Fitech. Đường truyền dài rất tốt, pha xử lý bình tĩnh. Đáng lẽ ra thì cầu thủ Mao số 14 bên phía cầu thủ U22 Lào, đó là cầu thủ Som Savat, phải thực hiện một đường truyền sớm hơn dành cho các đồng đội. Nhịp xử lý đầu tiên rất gọn gàng và pha qua người cũng rất ấn tượng. Thế nhưng Som Savat lại hơi rườm rà trong tình huống sau đó. Ngày hôm nay thì Som Savat đang là một trong những cầu thủ rất tích cực hoạt động ở bên hành lang phải của cao thủ U22 Lào. Tấm thẻ vàng đã được dành cho Som Savat. Trọng tài điều khiển chính trận đấu ngày hôm nay là ông Yusuf Hassan người Iraq. Ông Hassan đang có những quyết định rất cứng rắn. Các cầu thủ U22 Lào sau khi họ được thi đấu hơn người, thế nhưng tất cả trong số đó chỉ có một tình huống được đội trưởng Vung Chia Kham thực hiện thành công. Cơ hội 2-0. Cuối cùng thì bàn thắng đã đến với các cầu thủ U22 Lào. Sau rất nhiều những nỗ lực tấn công, cầu thủ vào sân thay người đó là Bun Phachan đã lên tiếng với một tình huống dứt điểm một chạm chính xác. Đường truyền vào là của Fitech. Đội trưởng Vung Chia Kham không thể với tới bóng trong tình huống này. Thế nhưng pha đệm bóng sau đó của Bun Phachan là đủ hiểm hóc và chính xác để có thể vượt qua thủ thành Haimi bên phía U22 Brunei. Cách biệt được nhân đôi cho cao thủ U22 Lào. Và cơ hội chiến thắng cũng mở ra nhiều hơn dành cho đội bóng áo đỏ. Sẽ lại là một pha tạt bóng. Đánh đầu. Một pha dứt điểm đơn giản và 3-0 dành cho cao thủ U22 Lào. Bun Phachan đã có cú đúp ở trong trận đấu ngày hôm nay. Sai lầm của thủ thành bên phía U22 Brunei. Một tình huống phán đoán không tốt của thủ thành Haimi. Và phần việc còn lại của Bun Phachan là hết sức đơn giản khi mà khung thành đã bỏ trống. Bun Phachan vừa rồi đã bất ngờ xuất hiện ở trong vòng cấm của cầu thủ U22 Brunei và có được một tư thế dứt điểm quá đơn giản để có thể nâng tỷ số lên 3-0.
thêm một sự thay đổi người bên phía cao thủ U22 Brunei. Cơ hội tấn công, muốn phá chan nhưng dường như đã có tiếng còi vang lên và lỗi việt vị của Bun Phachan. Kể từ khi vào sân trong game 2 thì Bun Phachan đang có rất nhiều những khoảng trống, nhưng dường như đây là một quyết định thổi phạt việt vị chưa thực sự chính xác của tổ trọng tài. Kể từ khi vào sân thì cầu thủ áo số 12 Van Aanholt thực hiện rất nhiều những tình huống đi bóng cá nhân, nhưng hiệu quả của nó thì chưa thực sự cao. Việc phải thi đấu thiếu người đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của U22 Brunei, và điều đó tạo ra rất nhiều áp lực đối với hàng phòng ngự của những cầu thủ như Wafi. Fitek là người đá phạt góc dành cho cao thủ U22 Lào. Đó dường như là một tình huống sút ngay của Fitek. Kham đã có thêm 2 tấm huy chương vàng nữa tại SEA Games 30. Vòng chia Kham. Không có bàn thắng thứ tư dành cho các cầu thủ Lào, nhưng vẫn là cú dứt điểm. Đó lại là tình huống sút bóng của Bun Phachan. Đây là tình huống nỗ lực của đội trưởng Vông Chia Kham. Đến những phút cuối trận rồi mà Vông Chia Kham vẫn còn duy trì một thể năng thể lực cực tốt. Hai trận đấu trước cũng vậy, Vông Chia Kham là một điểm sáng trong lối chơi của cao thủ U22 của Lào với nền tảng thể lực và sự nhiệt huyết. Chúng tôi đang cập nhật.